Thần Đồng Tiên Tri Ấn Độ tiết lộ rằng, người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, sau 54 tuổi, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, tài lộc bủa vây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý cô bác tuổi Canh Tuất thân mến, người xưa có nói, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, trời đất ắt vị tư. Có nghĩa là, trời đất xưa nay vốn dĩ không thiên vị ai, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học, số có đức độ ắt thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp giữ quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến từ hình xấu, thành tốt, thu hái để lộc lá về tay, ấy là do đức năng của người đó. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, sau 54 tuổi, người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực, chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình, tiền bạc kéo đến ầm ầm. Cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy 3 cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Canh Tuất sau 54 tuổi sẽ có biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tuổi Canh Tuất là những người sống thật thà, ngay thẳng, họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Bất kể trong công việc gì, họ cũng luôn đặt lợi ích tập thể lên trên. Không chỉ vậy, người tuổi Canh Tuất còn là người vô cùng tốt bụng. Nếu thấy người khác gặp khó khăn, họ nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, bởi vì tính cách hay giúp đỡ người, nên đôi lúc họ bị hiểu nhầm là người hay bao đồng nhiều chuyện. Tuổi Canh Tuất bản chất đã có khí chất tôn quý, sang trọng, nên những người tuổi này tính cách thường thanh cao, khác hẳn những người bình thường khác. Tiếp xúc với họ dù chưa biết họ đã khá giả hay chưa, nhưng ta thấy từ họ có một khí chất cao quý, sang trọng, dù trong cảnh nghèo khó vẫn rất đáng tôn trọng. Đó là những gì mà tuổi Canh Tuất đặc biệt nổi trội giữa người khác. Vì họ ý thức được sự tôn quý tiềm ẩn của bản thân, nên chắc chắn cũng có tính kiêu ngạo, tự coi mình hơn người, đôi khi khó hiểu, ít hợp với những người xung quanh. Cách tư duy hành động của người tuổi Canh Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng, người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Canh Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này, họ cũng thường không gần gũi, không chỉ ý thức về bản thân, mà tuổi Canh Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải chân lý. Trong công việc và cuộc sống, họ có khát vọng là tỏa sáng, làm đẹp cho đời tôn vinh, nâng cao vẻ đẹp, chân thiện mỹ lên những tầm cao mới, khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng. Vì thế, nên tuổi Canh Tuất giàu trí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh. Chắc chắn rằng những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm, thì họ mới hợp tác, còn không họ thích ở ẩn tiêu dao. Tuổi Canh Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người suy nghĩ thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Nam giới tuổi Canh Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người tuổi Canh Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào, dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người, dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Canh Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Canh Tuất vượt qua gian nan thử thách. Phụ nữ tuổi Canh Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm, xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp. Vì vậy, phụ nữ tuổi Canh Tuất có nhiều bạn bè yêu quý, tin tưởng. Nếu có một người bạn tuổi Canh Tuất, bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn và tin cậy. Họ tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội mối quan hệ này. Tuổi Canh Tuất sẽ cảm thấy hòa hợp với tuổi Ngọ, Thân, Hợi,
kỵ và ngược lại không thích hợp với tính cách của người tuổi Thìn, Dậu. Nam mạng thời thơ ấu gặp phải nhiều khó khăn, nhưng càng trưởng thành cuộc sống càng ổn định, an nhàn. Trong cuộc đời gặp nhiều may mắn thuận lợi, đặc biệt về đường công danh, sự nghiệp. Nam mạng tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, sống lương thiện, tốt bụng. Bởi vậy, về già được hưởng phước lộc trời cho, những người tuổi này đa số được hưởng thọ lâu dài trong khoảng 75 đến 90 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khó khăn, sẽ gặp nhiều may mắn, được trời phú cho sức khỏe thể chất tốt, cả đời không lo bệnh tật. Nữ mạng tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, số mệnh khổ trước, sướng sau, từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành, cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, về già cuộc sống được cải thiện lên rất nhiều, có vận may về con cái, sống hạnh phúc, an nhàn bên gia đình và người thân. Tổng kết, nữ tuổi Canh Tuất cả cuộc đời tuy phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, nhưng về già sẽ được đền bù xứng đáng, cuộc sống vô lo, vô nghĩ, hạnh phúc bên con cháu. Về công danh sự nghiệp, người tuổi Canh Tuất có được cuộc sống, cuộc đời khá mạnh mẽ. Về tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng, vốn là những người thông minh. Hiểu thiên cơ là được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào, họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Canh Tuất, làm nghề kinh doanh buôn bán, tuy bận rộn lo toan vất vả, song lộc đến khá lớn. Trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Về điền sản, người tuổi Canh Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất cũng gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt. Người tuổi Canh Tuất có đặc điểm tâm lý rất thích đi rong chơi, du lịch đó đây và những chuyến viễn du như thế họ rất thỏa thích. Tóm lại, người tuổi Canh Tuất mưu cầu hạnh phúc, thành đạt trong cuộc đời, phải chú ý ngăn ngừa, khống chế các nhược điểm sau đây. Đề phòng khuynh hướng mù quáng trong kinh doanh, tránh ngoan cố bảo thủ, nên lắng nghe ý kiến của người khác khi các bạn phải có thời gian kiểm nghiệm, quan sát, tránh vội vã sẽ mang vạ vào thân, tránh sĩ diện khi làm việc sai sót lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để rút ra bài học. Nhìn chung, người tuổi Canh Tuất không mấy nhàn hạ mà phải lao động cật lực mới có được. Song không ít người ở tuổi này có tài năng phi phàm, thậm chí có người trở thành chính khách nguyên thủ quốc gia hoặc nhà nghiên cứu có tên tuổi. Nam mạng tuổi Hợp làm ăn. Tuổi Canh Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, làm việc chăm chỉ, cần cù nếu muốn công việc làm ăn thuận lợi phát triển hơn. Nam mạng Canh Tuất nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Kỷ Mùi, Bính Thìn, Canh Tuất. Tuổi Đại Kỵ. Trong cuộc đời lựa chọn tuổi kết hôn, tuổi làm ăn là rất quan trọng. Điều đó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tài lộc, con đường thành công và cuộc sống sau này của mỗi người. Những người tuổi Canh Tuất nên tránh những tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Ngọ. Bởi đây là những tuổi xung khắc, nếu kết hợp sẽ gây đến tai họa cho cả hai bên. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Trong làm ăn thành công phần lớn quyết định ở tính cách khả năng của từng người, những yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Bởi vậy, lựa chọn giờ xuất hành khởi đầu cho một công việc, dự án nào đó là điều rất cần thiết. Nếu xuất hành vào giờ tốt, công việc làm ăn càng thêm thuận lợi, mọi việc như ý, trăm trận trăm thắng. Ngược lại, nếu xuất hành vào giờ xấu, thì dù có cố gắng, chăm chỉ, nhưng kết quả thường không được như ý muốn. Những người tuổi Canh Tuất muốn làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, phát triển, nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ, tháng chẵn. Nữ mạng tuổi Hợp làm ăn. Lựa chọn những người tuổi Hợp để cộng tác làm ăn, không những sẽ làm công việc sự nghiệp phát triển nhanh chóng thuận lợi, suôn sẻ, luôn gặp may mắn mà nó còn giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường những mối quan hệ tốt đẹp. Dưới đây là những con giáp sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thu hút nguồn tài chính nếu như Canh Tuất hợp tác làm ăn với họ, đó là Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Tuổi Đại Kỵ. Cần cẩn trọng khi chọn kết hôn hay hợp tác làm ăn với các tuổi Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần. Bởi vì nếu kết hợp với các tuổi trên thì làm việc gì cũng khó khăn, gặp nhiều cản trở. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, Canh Tuất khi làm một việc gì đó thì nên chú ý tới thời điểm xuất hành để giúp tăng thêm sự may mắn thuận lợi, đạt được kết quả như ý muốn. Theo tử vi chọn đời thì nữ tuổi Canh Tuất nên chọn những ngày lẻ, tháng chẵn, giờ chẵn. Khi muốn thực hiện giao dịch hay ký kết một hợp đồng nào đó thì sẽ rất tốt. Về tài lộc. Tài lộc của người tuổi Canh Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu doanh nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè nên chọn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến,
vốn là người ngay thẳng trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác mà luôn đặt trọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ, thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em, bạn bè. Người tuổi Canh Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoang phí. Họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn, nhịn mặc, để tiền bạc nhiều thêm là niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Bản thân mệnh cách tuổi Canh Tuất đã có số vượng tài. Đặc biệt, sau 54 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Canh Tuất nên có phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được, sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Canh Tuất sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về tình cảm, người tuổi Canh Tuất là những người sống rất thực tế và giản dị, họ hiếm khi lãng mạn, hài hước, nhưng hoàn toàn không phải là người cứng nhắc nhàm chán. Họ thường tham gia vào những hoạt động thể thao ngoài trời để thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nếu như đem lòng thương nhớ một ai đó, họ không vội vàng bày tỏ tình cảm của mình. Những người này cần có thời gian để tìm hiểu đối phương, nếu mối quan hệ này thực sự hòa hợp, gắn bó, tuổi Canh Tuất mới có thể mạnh dạn tỏ tình. Có thể nói, họ là những người yêu bằng lý trí nhiều hơn con tim, tuổi Canh Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình, họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng tuổi Canh Tuất lại là những người có trái tim ấm áp, chung thủy, tình yêu của họ ít thể hiện qua lời nói mà qua từng hành động quan tâm, chăm sóc đối phương. Tuổi Canh Tuất mất nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Vì vậy, khi đã gặp được người tâm đầu ý hợp, họ sẽ trân trọng và yêu hết mình. Nếu kết hôn, họ sẽ dành nhiều thời gian để vun đắp, chăm lo cho đời sống gia đình, tình cảm vợ chồng. Những người này rất biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ. Vì vậy, mối quan hệ hôn nhân của họ rất hòa hợp, hạnh phúc. Đàn ông tuổi Canh Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và những người thân xung quanh. Họ sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm, làm tổn hại đến danh dự, lợi ích của gia đình mình. Nếu kết hôn với đàn ông tuổi Canh Tuất, cả đời bạn sẽ có cuộc sống ổn định, bình yên, không lo thiếu thốn. Trong cuộc sống không ai là người hoàn hảo và tuổi Canh Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa, tuổi Canh Tuất vẫn luôn bao dung và che chở yêu thương họ. Tuổi Canh Tuất có cách thể hiện tình yêu của riêng mình, âm thầm mà sâu sắc, không vội vã, phô trương. Tuy nhiên, họ ít chia sẻ tâm tư suy nghĩ tình cảm của mình cho người khác, kể cả là người yêu, điều đó khiến cho mối quan hệ của họ dường như có một khoảng cách vô hình. Phụ nữ tuổi Canh Tuất dường như tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Vì vậy với họ, tình yêu thường đến rất muộn, được rất nhiều người để ý theo đuổi, nhưng những cô nàng này lại chẳng mảy may rung động. Họ đang chờ đợi sự xuất hiện của mẫu người lý tưởng với một tình yêu đích thực. Phụ nữ tuổi Canh Tuất rất thông minh, sau khi kết hôn họ luôn biết cách kiểm soát đúng mực, cân bằng cuộc sống của mình. Nếu muốn đường tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, phụ nữ tuổi Canh Tuất nên mang trên mình những phụ kiện trang sức màu vàng. Đàn ông tuổi Canh Tuất hợp với màu đỏ, biểu tượng của sự mạnh mẽ và thành công. Nam mạng, tháng sinh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định con đường tình duyên của tuổi Canh Tuất. Những người tuổi này sinh vào tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch, phải trải qua 3 lần thay đổi tình cảm mới có thể tìm cho mình ý chung nhân. Sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tình duyên cũng có thể thay đổi từ 1 đến 2 lần. Còn sinh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch sẽ gặp nhiều may mắn, được hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn.
nữ mạng. Nhân duyên của canh tuất nữ mạng được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch sẽ phải trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình duyên, có thể đến 3 lần mới chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Những ai sinh vào các tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi ít nhất là 2 lần mới đến được bến bờ hạnh phúc. Nhưng nữ mạng canh tuất sinh vào các tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Về mặt sức khỏe, người tuổi canh tuất ngũ hành thuộc thổ thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ, luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường thể lực. Người tuổi canh tuất lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên người tuổi canh tuất. 1. Tuổi canh tuất gặp năm Tý. Người tuổi canh tuất có thể sẽ gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong năm này, đặc biệt là trên phương diện tình duyên. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, quan hệ đôi bên có lúc tốt, lúc xấu, cần lưu ý kẻ thứ ba xuất hiện. Phương diện sự nghiệp, tài lộc có khá khẩm hơn, song bạn làm gì cũng vẫn cần cân nhắc kỹ càng. 2. Tuổi canh tuất gặp năm Sửu. Vận trình của bản mệnh tiếp tục có dấu hiệu đi xuống trong năm này. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần đặc biệt thận trọng với nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá, hành sự trở nên nóng nảy, hãy nói ít làm nhiều để đỡ vướng họa thị phi. Đến cuối năm may mắn có quý nhân trợ giúp, bạn có nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng. 3. Tuổi canh tuất gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi canh tuất năm này, bản mệnh khó thành đại sự, nhiều kế hoạch vướng phải khúc mắc chưa thể giải quyết nhanh chóng. Việc làm ăn kinh doanh thường xuyên phải chịu sự cạnh tranh gay gắt, kết bạn không cẩn thận thì sẽ bị lợi dụng hoặc lừa gạt. Năm này bạn nên chú ý hành thiện, tích đức. 4. Tuổi canh tuất gặp năm Mão. Năm này được chính quan soi chiếu, bản mệnh gặp đại cát, đại lợi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, nhiều người có cơ hội thăng quan tiến chức. Phương diện tình duyên thì cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là với những người đã có gia đình, chớ vì một phút ham chơi mà hủy hoại hạnh phúc, danh tiếng và sự nghiệp bản thân. 5. Tuổi canh tuất gặp năm Thìn. Năm này vận trình của bản mệnh lên xuống khá thất thường, việc làm ăn kinh doanh có biến động khá rõ rệt. Bạn cần phân biệt rõ đâu là cơ hội và đâu là nguy cơ để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, con giáp này cũng cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn dang dở, như vậy ắt thu được lợi ích đáng mừng. 6. Tuổi canh tuất gặp năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên của tuổi canh tuất năm Tỵ, người tuổi canh tuất có chức, có quyền, cần chú ý giữ mình trong sạch, không nên tham lam, kẻo vướng họa thị phi. Nửa cuối năm có tử vi cát tinh soi chiếu, bạn gặp nhiều điều cát lợi hơn, có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc lớn, việc cầu tài lộc khá thuận lợi, đối tác đáng tin cậy, đối thủ giảm bớt. 7. Tuổi canh tuất gặp năm Ngọ. Năm này tài lộc của bản mệnh đại phát, bạn làm đâu thắng đấy, nên có thể thu về nhiều khoản kha khá. Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, chú ý không nên lao động quá sức. Điều cần lưu ý trong năm là tránh xa các mối quan hệ bạn bè, người thân độc hại, những kẻ ghen tị với thành công mà bạn đạt được. 8. Tuổi canh tuất gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, kiếp tài chiếu mệnh, bản mệnh thường xuyên rơi vào cảnh lao tâm, lao lực nhưng thành quả lại chẳng được bao nhiêu. Họa thị phi cũng xuất hiện liên tục, khiến bạn dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, căng thẳng. May mắn cuối năm có cát tinh xuất hiện, sự nghiệp ổn định hơn, họa hại cũng có dấu hiệu giảm bớt. 9. Tuổi canh tuất gặp năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi canh tuất thấy rằng, nếu con giáp này chịu bỏ công sức ra lao động thì ắt không phải lo đến chuyện chi tiêu, thậm chí có nhiều cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Nếu muốn mưu đại sự thì bản mệnh cần cân nhắc mọi khía cạnh kỹ càng, không nóng vội hành xử lỗ mãng. 10. Tuổi canh tuất gặp năm Dậu. Năm Dậu là một năm khá vất vả đối với con giáp này. Bạn muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì ắt phải bỏ nhiều công sức, thậm chí gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm này bạn nên biết hài lòng với những gì mình đang có, thuận theo tự nhiên, chớ nên cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình. 11. Tuổi canh tuất gặp năm Tuất. Bản mệnh có thể gặp được khá nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo trong năm này. Bạn cần giữ bình tĩnh để phát hiện và nắm bắt các cơ hội.
Tuy nhiên, trong năm sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, bạn thường xuyên phải mắc phải các bệnh nhẹ, vì vậy cần chữa trị kịp thời, đồng thời chú ý đến việc rèn luyện thể dục, thể thao. 12. Tuổi Canh Tuất gặp năm Hợi. Muốn gặt hái được thành công trong năm Hợi, người tuổi Canh Tuất chớ nên giữ những tư duy cũ kỹ của mình và đi theo lối mòn, bạn cần phải dám mạo hiểm, dám thử thách bản thân để tìm ra hướng đi mới. Năm này có Thái Dương Cát Tinh nâng đỡ, trên thực tế cơ hội để bạn phát triển khá nhiều, vì thế hãy tự tin lên. Vận mệnh tuổi Canh Tuất theo từng tháng sinh âm lịch. Theo tử vi tuổi Canh Tuất, vận mệnh của những người tuổi này theo 12 tháng sinh như sau. Tuổi Canh Tuất sinh tháng Giêng. Là những người có nhiều tài lộc, cơ hội phát triển nếu biết nắm bắt thời cơ. Tuy nhiên, nếu quá vội vàng sẽ khiến công việc không đi đến đâu. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 2. Là những người có sức khỏe tốt, ít ốm đau, tính cách cũng rất mạnh mẽ, nhưng chớ nên chủ quan kẻo gặp nguy hiểm. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 3. Là những người trưởng thành sớm, có sự nghiệp ổn định, vững chắc, họ có tính tình ngay thẳng, thoải mái, kết giao rộng và được nhiều người yêu quý. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 4. Là những người cả đời an nhàn, không lo thiếu thốn, họ may mắn có được tình duyên may mắn, thuận lợi, gia đạo hạnh phúc vẹn tròn, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 5. Là những người chăm chỉ, cần cù nhưng đôi khi kết quả lại không được như ý, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, muốn vượt qua phải bình tĩnh, chớ nóng vội làm hỏng việc lớn. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 6. Là những người thông minh nhưng thiếu may mắn, không có cơ hội để phát triển bản thân, nếu muốn thành công phải dựa vào người thân, bạn bè hỗ trợ. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 7. Cuộc sống mới đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu quyết tâm sẽ xây dựng được sự nghiệp bền vững, họ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, cần biết dĩ hòa vi quý, nếu không hôn nhân sẽ đổ vỡ. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 8. Là những người ngay thẳng, ôn hòa được nhiều người tin tưởng, cuộc sống nhìn chung tuy vất vả nhưng ấm no đầy đủ. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 9. Họ rất mạnh mẽ, có ý chí lớn, sớm muộn cũng sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy vậy, họ cần biết kiềm chế bản thân nếu không muốn dính vào thị phi. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 10. Là người hiền lành nên gặp nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, họ không nên chủ quan với sức khỏe, tránh gặp nhiều biến cố xấu. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 11. Thời gian đầu cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, may mắn càng về sau họ càng ổn định hơn. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 12. Nếu họ giữ được tinh thần mạnh mẽ, tỉnh táo trước khó khăn thì ắt sẽ thành công. Đặc biệt, tình duyên của họ còn gặp nhiều thuận lợi, sớm tìm được tri kỷ để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Diễn biến từng năm tuổi Canh Tuất như sau. Từ năm 51 tuổi đến năm 56 tuổi, những khó khăn gian khổ của tuổi trẻ đã qua đi, cuộc sống, sự nghiệp đã ổn định vững chắc, gia đình ấm êm hòa thuận, con cái thành đạt, vợ chồng thủy chung son sắt. Từ năm 57 tuổi đến năm 60 tuổi, cuộc sống an nhàn, sung sướng, đầy đủ nhưng không nên chủ quan về tình hình sức khỏe, nếu có bệnh tật cần phải chữa trị tận gốc, đề phòng những biến chứng về sau này, gia đình đông vui, con đàn cháu đống sum vầy, quây quần bên nhau. Phần tiếp theo là năm bí quyết làm giàu cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, đổi vận phát tài sau 54 tuổi, năm lối nghĩ kiểu người giàu, giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn. Thật vậy, tư duy kiếm tiền của một người sẽ quyết định người đó trở thành người nghèo hay người giàu. Mỗi khi bạn có tư duy giàu có, của người giàu có, thì thành công đối với bạn chỉ là vấn đề thời gian. Về vấn đề này có năm tư duy kiếm tiền mà không phải ai cũng biết, càng không có gì lạ khi họ càng ngày kiếm được nhiều tiền hơn. Đầu tiên, dám gạt bỏ thể diện để có tiền. Trong mắt của hầu hết mọi người thể diện tương đương với lòng tự trọng. Mỗi khi bạn mất thể diện, bạn sẽ dễ dàng để mất đi phẩm giá của mình. Không chỉ xấu hổ mà còn dễ bị người khác trêu chọc, khinh thường. Tuy nhiên, trong thời đại thực dụng này, miễn là cơ hội kiếm tiền, bạn cần phải nắm chắc nó. Mặc dù rất khó chịu khi mất mặt, nhưng những ngày đếm tiền là vô cùng đẹp. Chẳng hạn bạn làm cha la san lờ, bạn rất ngại khi ngày nào cũng gọi làm phiền khách hàng. Nhưng đây là cơ hội để giúp họ biết thêm thông tin về sản phẩm của công ty và cũng giúp bạn có đủ doanh số trong tháng, biết đâu họ sẽ mua thì sao. Do đó, những người giàu không cố tình bảo vệ thể diện một cách quá mức của họ, mà từ bỏ việc kiếm tiền, chừng nào họ gặp được cơ hội kiếm tiền.
họ sẽ kiên trì giành lấy, dù cho phải thuyết phục người khác rất nhiều lần, đổi lại, họ có nhiều của cải hơn cho bản thân. Thứ hai, rèn luyện tư duy phản biện dễ kiếm tiền hơn. Nhiều người, mặc dù họ có ý tưởng kinh doanh, nhưng vẫn khó tạo ra sự khác biệt trong sự nghiệp của họ. Lý do chủ yếu là vì bộ não bị ràng buộc bởi suy nghĩ quán tính, quay nhìn mọi thứ bằng con mắt của công chúng, sử dụng phương pháp của công chúng để giải quyết vấn đề và cuối cùng con đường đạt được sự giàu có luôn chậm hơn những người khác. Do đó, những người giàu thường thoát khỏi suy nghĩ quán tính và sử dụng suy nghĩ ngược lại để làm mọi việc, điều đó khiến bản thân có nhiều khả năng thành công hơn. Rốt cuộc, tư duy phản biện có thể rèn luyện ý thức não bộ và nhìn nhận vấn đề theo chiều ngược lại, thường có thể đưa ra những cách làm sáng tạo hơn, giúp giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Thứ ba, quan hệ rộng hay hẹp quyết định bạn kiếm được nhiều tiền hay ít tiền. Như người ta vẫn nói, nghèo cho dù có cho ở trước mặt cũng chẳng ai thấy, còn giàu thì dù ở nơi rừng sâu, nước độc cũng có người đến làm thân. Nhìn vào những câu chuyện thành công của vô số doanh nhân, người nào cũng không có nhiều mối quan hệ, cho dù đó là kinh doanh nhỏ hay doanh nghiệp thường không thể tự mình thành công. Cũng giống như một con sói không thể bắt được con mồi, nếu chỉ có một mình, sói không chỉ dễ dàng để con mồi trốn thoát, mà còn dễ làm tổn thương chính nó. Nhưng nếu một nhóm sói đi bắt mồi, con mồi chỉ có thể bị bao vây và không thể thoát thân được. Như đã nói, đi theo đúng người, đi đúng đường, làm đúng việc và phấn đấu đến cùng, thì sớm muộn cũng thành công. Trong mắt người giàu, quan hệ càng rộng, thường càng dễ kiếm nhiều tiền, có nhiều người bạn thì có nhiều sự giúp đỡ. Một khi sự nghiệp của họ gặp khó khăn, họ cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè kịp thời. Thứ 4. Tiết kiệm tiền không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền. Vì tiền nằm im một chỗ là tiền chết, nên tiền cần phải lưu động. Nhiều người có một nhận thức sai lầm như thế này, nếu tiền được tiết kiệm, chắc chắn sẽ có thể dấn thân vào con đường trở nên giàu có. Tuy nhiên, thật khó để làm giàu bằng phương pháp như vậy, rốt cuộc số tiền tiết kiệm được không có nhiều giá trị, chưa kể các chi phí hàng ngày. Nếu bạn tiếp tục trong một thời gian dài, sẽ rất khó để tiết kiệm nhiều tiền. Chưa kể, bạn còn có những thú vui khác như đi trà sữa cùng lũ bạn cuối tuần, bạn thân mời đi đám cưới hay tiệc tùng với công ty. Liệu bạn có đủ can đảm không đập ống heo khi thấy chiếc áo bạn thích sale 50%? Do đó, thói quen của người giàu thường tiền lưu thông, họ đầu tư kinh doanh để tiền đẻ ra tiền kiếm ra tiền ngày càng nhiều hơn. Hàng ngày họ còn dùng thời gian để kiếm tiền từ người khác, cách này tốt hơn nhiều so với tiền tiết kiệm tiền. Người giàu thường sử dụng đầu tư giá trị gia tăng và quản lý tài chính từng chút một, sử dụng tiền lương chết và thu nhập cố định để đầu tư sinh lãi và quản lý tài sản, sử dụng nguyên tắc nhân và hiệu ứng gộp để trở nên giàu có. Thứ năm, chuẩn bị trước và nắm lấy cơ hội. Người ta thường nói rằng các cơ hội luôn ưu tiên những người được chuẩn bị, tiền cũng vậy, nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ trước, không chỉ chú ý đến tất cả các loại thông tin về tài chính trên Internet, mà còn phải hiểu về ngành và khả năng của chính bạn, sử dụng con mắt nhạy bén để nắm bắt cơ hội kiếm tiền, nhờ đó sẽ dễ dàng đi trước người khác, khám phá các cơ hội, nắm bắt cơ hội và cuối cùng dấn thân vào con đường thịnh vượng. Những người thực hiện tốt nhất trong khía cạnh này là người Do Thái. Người Do Thái đầu tiên đã thu thập một lượng lớn thông tin vào kết luận rằng có hai ngành có thể trụ được lâu dài nhất trên thế giới, một trong số đó có ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, họ có thể tự nắm bắt cơ hội và giành được sự giàu có đáng tự hào trong ngành này. Khả năng tư duy của một người bị hạn chế, nếu bạn muốn kiếm một số tiền lớn, bạn cần không ngừng học hỏi, rèn luyện và cải thiện tài chính của mình để tư duy kiếm tiền trở thành tài sản vĩnh viễn của chính bạn. Lý do mà những người giàu có thể kiếm được nhiều tiền hơn cũng là vì họ có tư duy kiếm tiền và khả năng quản lý tài chính siêu phàm, làm việc âm thầm cho các mục tiêu của riêng họ, cuối cùng đạt được tự do tài chính. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một người giàu có, bạn cần thoát khỏi suy nghĩ của những người nghèo, học hỏi tư duy kiếm tiền của những người giàu, hành động để đạt được thành công. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Canh Tuất sau 54 tuổi, lời Phật dạy, trong cuộc sống để chúng ta tâm an, khổ đau hay hạnh phúc, đó chỉ là cảm giác và cảm giác ấy do chúng ta tự tạo nên, người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc và người hạnh phúc chưa chắc đã giàu sang. Vì vậy, hãy bình thản đón nhận mọi chuyện với tâm thế vô tư, tự tại để rèn luyện cảm giác hạnh phúc cho chính mình. Dưới đây là những lời dạy của Đức Phật, hãy chiêm nghiệm và suy ngẫm nhé. 1. Có đôi khi chúng ta mải miết tạo ra những mối quan hệ mới để cho cuộc sống bớt trống trải, mà quên mất rằng có những người bạn thân thiết chỉ đến khi họ mất đi rồi ta mới thật sự hiểu cô đơn là gì. 2. Có đôi khi chúng ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền,
nhằm mua tình cảm của những người mới quen mà quên mất rằng ở đâu đó có một người trao cho chúng ta cả trái tim mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. 3. Có đôi khi ở trong đỉnh cao của sự nghiệp, chúng ta cứ thế đắm chìm trong những lời hứa tâng bốc, nịnh nọt của những kẻ xa lạ, mà quên mất rằng ở nơi đó nó vẫn trung thành hy sinh vì chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở dưới đáy của xã hội, cún yêu của bạn. 4. Có đôi khi chúng ta cho rằng cuộc sống hạnh phúc là phải có những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng, mà quên mất rằng với ai đó được nhìn thấy chúng ta ăn cơm hàng ngày là lẽ sống của cuộc đời họ. 5. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, hãy sống cho thật đáng để không hối hận khi không còn sống được nữa. 6. Cuộc đời không khó, chỉ có con người làm khó nhau. 7. Đức Phật nói bí quyết để khỏe mạnh hàng ngày cả tâm hồn và thể xác gồm 4 điểm thế này. 1. Quên chuyện quá khứ. 2. Đừng lo tương lai. 3. Sống bằng hiện tại. 4. Không được thở dài. 8. Người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện, làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hành tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật Bồ Tát và quỷ thần. 9. Đôi khi mình không thấy được nguồn gốc của những phiền não, khổ đau trong tâm mình, giận hờn, bất mãn, oán hận, lo lắng, buồn phiền. Mình cứ đổ lỗi cho người này, người kia, đổ lỗi cho điều này, điều nọ, ít khi mình nhìn thấy trách nhiệm của mình vì tham sân si, vì lòng tự tôn, hoặc tự ti, tự ái, vì lòng ích kỷ, mà mình có thái độ cách hành xử, có lối sống không hay không đẹp, hoặc tự mình làm mình khổ, nhưng mình lại không thấy điều đó. Kiếp trần gian chỉ là kiếp tạm, cuộc sống của con người luôn có vòng luân hồi, ai biết được nhiều chân lý thì người đó sẽ có sự thanh thản, thật biết ơn vì những lời dạy của Đức Phật với chúng con. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Canh Tuất đổi đời giàu có hơn người sau năm 54 tuổi âm. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.